Xin chào quý khách hàng đang sử dụng dịch vụ của WebNow. Trong đoạn clip này, WebNow sẽ hướng dẫn quý khách sử dụng website. Đầu tiên, quý khách sẽ tiến hành đăng nhập vào trang quản trị WordPress. Để đăng nhập được, thì tại địa chỉ website, quý khách sẽ nhập thêm một số ký tự. Đầu tiên là dấu xuyệt, sau đó đến chữ WP gạch nối admin. Sau đó chúng ta sẽ nhấn Enter. Tại đây, quý khách sẽ nhập thông tin tài khoản và mật khẩu đã được WebNow cung cấp. Sau đó chúng ta đăng nhập. Ở phía bên trái lúc này chính là thanh công cụ để chúng ta có thể chỉnh sửa website. Đầu tiên, WebNow sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện thay đổi logo trên website. Tại thanh công cụ, quý khách tìm đến một platform, chúng ta rê chuột vào. Khi rê chuột vào thì ở bên cạnh nó sẽ xuất hiện một cái ô đen có rất là nhiều cái dòng để chúng ta chọn chỉnh sửa. Quý khách tiếp tục tìm đến mục theme option. Chúng ta click chuột vào đây. Tiếp tục chọn header. Tiếp tục chọn logo and size identity, sau đó quý khách cuộn xuống bên dưới tìm đến mục logo image. Quý khách thấy rằng hình này đang là logo hiển thị trên website. Để thay đổi một hình khác, chúng ta chọn select image, sau đó chọn tải file. Tiếp tục chọn tập tin. Và lúc này chúng ta sẽ chọn hình ảnh từ máy tính và tiến hành tải lên hệ thống. Sau đó chúng ta nhấn vào chọn để hệ thống thay đổi logo cho chúng ta. Ngay lập tức hình ảnh logo sẽ đã được thay đổi để đồng bộ với biểu tượng size. Biểu tượng size là một hình ảnh thu nhỏ hiển thị ở phía bên trái của tab, như cái phần mà WebNow tô tròn ở đây. Chúng ta cũng sẽ thay đổi để đồng bộ với hình ảnh logo trên website. Chúng ta tìm đến một biểu tượng size, sau đó chọn thay đổi ảnh. Tiếp tục chọn hình ảnh logo của chúng ta, sau đó chúng ta nhấn chọn. Và ở phần này, chúng ta sẽ tiến hành cắt ảnh để nó hiển thị đẹp trên phần khung nhỏ này. Chúng ta sẽ lựa chọn hình ảnh phù hợp để chúng ta cắt. Sau đó chúng ta tiến hành cắt ảnh. Như vậy là chúng ta đã thay đổi thành công logo. Sau khi thực hiện các bước thay đổi, quý khách sẽ nhấn vào ô đăng ở đây để hệ thống lưu lại những thao tác vừa chỉnh sửa của chúng ta. Tiếp theo, WebNow sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện đăng một bài viết mới lên website. Tại thanh công cụ, quý khách tìm đến một bài viết, chúng ta click chuột vào. Trên màn hình hiện tại là tất cả những bài viết đã được đăng tải lên website. Chúng ta có thể thực hiện chỉnh sửa những bài viết đã đăng này bằng cách rê chuột vào bài viết mà chúng ta muốn sửa, sau đó chọn chỉnh sửa. Bố cục một bài viết trên website khi mà chỉnh sửa nó sẽ có hai phần, đó là phần tiêu đề chính và bên dưới đó là nội dung của bài viết. Để chỉnh sửa thì đầu tiên tiêu đề chính chúng ta sẽ nhập lại tên bài viết mới mà chúng ta muốn sửa lại. Ví dụ chúng ta nhập thêm tên mới. Tương tự ở nội dung cũng vậy, chúng ta cũng sẽ thay đổi thông tin lại. Sau đó chúng ta chọn cập nhật để bài viết được cập nhật lại mới. Để đăng một bài viết mới lên website, chúng ta nhìn ở phần bài viết này. Chúng ta nhìn xuống bên dưới, tìm đến mục viết bài mới, chúng ta click chuột vào. Đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành nhập tiêu đề của bài viết ở dòng thêm tiêu đề này. Ví dụ chúng ta muốn viết một bài viết có tiêu đề là tin tức về villa, hoặc là villa hot nhất Đà Lạt chẳng hạn. Thì chúng ta sẽ nhập tiêu đề chính ở đây. Ví dụ ở đây là villa hot nhất Đà Lạt 2023. Đây là tiêu đề chính của bài viết. Và tiếp tục ở ô lớn bên dưới, chúng ta sẽ tiến hành nhập nội dung đầy đủ của bài viết này. Trong đây sẽ là tất cả thông tin, tất cả nội dung của bài viết. Chúng ta sẽ nhập đầy đủ vào khung lớn ở dưới đây. Quý khách nhìn ở phía trên ô lớn này, chúng ta thấy các công cụ chỉnh sửa nó tương tự như bên Word. Chúng ta có thể thực hiện in đậm, in nghiêng, canh giữa, canh trái. Chúng ta click vào biểu tượng này để hiện nhiều cái công cụ chỉnh sửa hơn. Ví dụ như là tô màu cho văn bản. Để thêm một hình ảnh vào trong nội dung bài viết, quý khách click vào mục thêm media. Chúng ta cũng sẽ chọn tải file và chọn tập tin, sau đó cũng sẽ tải hình ảnh từ máy tính lên. Sau khi hình ảnh đã được tải lên, quý khách click chọn hình ảnh đó. Có dấu tích như thế này là hình ảnh đang được chọn. Chúng ta có thể chọn cùng lúc nhiều hình ảnh bằng cách Ctrl và nhấn vào những hình ảnh tiếp theo. Sau khi đã chọn hình ảnh, chúng ta tiếp tục căn chỉnh những nội dung bên đây.
Quý khách nhìn ở phía bên phải hình ảnh này, quý khách tìm đến mục tùy chọn nội dung, tùy chọn hiển thị nội dung đính kèm. Ở phần căn chỉnh chúng ta sẽ chọn chính giữa. Ở phần liên kết tới chúng ta chọn trống. Ở phần kích cỡ chúng ta chọn kích thước đầy đủ. Thì mục đích của việc setup như thế này là để hình ảnh hiển thị đẹp hơn trong bài viết của mình. Sau khi đã căn chỉnh ở phần này xong, chúng ta chọn chèn vào bài viết. Để thay đổi kích thước của hình ảnh này, quý khách chỉ cần click vào hình ảnh, sau đó chúng ta nhấn và giữ chuột ở một góc bất kỳ của hình ảnh. Sau đó chúng ta kéo vào, kéo ra để thay đổi kích thước của nó. Để đặt chú thích cho hình ảnh, quý khách cũng sẽ click vào hình ảnh, sau đó chúng ta tìm đến biểu tượng cây viết, chúng ta click vào. Sau đó chúng ta nhập chú thích ở cả hai ô này. Chúng ta chọn cập nhật. Ngay lập tức một dòng chú thích sẽ được chèn bên dưới hình ảnh. Sau khi đã hoàn thiện nội dung của bài viết, quý khách nhìn ở phía bên tay phải, chúng ta cuộn xuống bên dưới, chúng ta chọn chuyên mục cho bài viết. Ở đây có hai chuyên mục hiện tại đang có trên website là tin tức và villa. Thì tùy vào nội dung của bài viết này nó đăng về cái gì thì chúng ta sẽ chọn chuyên mục phù hợp. Ví dụ bài này đang là villa hot nhất Đà Lạt thì chúng ta sẽ chọn chuyên mục villa. Còn ví dụ bài này nó là một bài thuần tin tức thì chúng ta sẽ chọn chuyên mục tin tức. Sau khi đã chọn chuyên mục xong, quý khách tiến hành đặt ảnh đại diện cho bài viết này. Và bước cuối cùng là đăng bài viết lên website. Ở cái phần chuyên mục này, ví dụ chúng ta muốn thêm một chuyên mục mới thì bước thực hiện như sau. Tại phần bài viết, quý khách tìm đến phần chuyên mục, chúng ta click chuột vào. Sau đó chúng ta tiến hành tạo chuyên mục. Đầu tiên, bước đầu tiên đó là đặt tên cho chuyên mục này. Ví dụ chúng ta đặt tên là Homestay. Chúng ta muốn tạo thêm một chuyên mục Homestay chẳng hạn. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt Homestay. Ở các phần này chúng ta sẽ để trống. Sau đó chúng ta chọn thêm chuyên mục. Trong trường hợp cái chúng ta có nhiều cái loại Homestay khác nhau và chúng ta muốn tạo nhiều cái chuyên mục con cho nó thì cách tạo như sau. Đầu tiên chúng ta cũng sẽ đặt tên cái chuyên mục con này. Ví dụ Homestay 1 chẳng hạn. Ở phần chuyên mục cha này chúng ta sẽ chọn Homestay. Sau đó chúng ta chọn thêm chuyên mục. Thì ở đây quý khách thấy là cái phần Homestay 1 này nó có một cái dấu gạch ngang ở đằng trước. Có nghĩa là nó đang là chuyên mục con của cái Homestay. Thì tương tự như vậy đối với các cái chuyên mục khác quý khách cũng sẽ tạo như thế. Để xóa một bài viết đã được đăng tải lên website thì quý khách click vào phần tất cả bài viết. Sau đó chúng ta tìm đến bài viết chúng ta muốn xóa, chúng ta rê chuột vào thì ở bên dưới nó sẽ xuất hiện 4 phần chỉnh sửa, sửa nhanh, thùng rác, xem. Chúng ta chọn thùng rác để xóa cái bài viết đó đi. Ví dụ bài viết này mình vừa mới đăng tải lên và mình muốn xóa thì mình chọn thùng rác. Thì ngay lập tức cái bài viết này nó sẽ được xóa đi. Tiếp theo, WebNow sẽ hướng dẫn quý khách thực hiện một số chỉnh sửa trên cái website thông qua công cụ UX Builder. Chúng ta quay trở lại website. Sau khi quý khách đăng nhập vào trang quản trị WordPress và quay trở lại website thì ở phía trên nó sẽ xuất hiện một thanh công cụ màu đen như thế này. Quý khách tìm đến mục sửa trang, chúng ta rê chuột vào. Ngay bên dưới nó sẽ xuất hiện một dòng chữ Edit with UX Builder, chúng ta click vào. Đầu tiên là các hình ảnh banner. Để thay đổi các hình ảnh này, quý khách chỉ cần click vào nó. Sau khi click vào hình ảnh, chúng ta nhìn sang bên tay trái. Chỗ mục image, nhìn xuống phần ảnh này, chúng ta sẽ thay đổi bằng cách chọn Trend Media. Sau đó chúng ta cũng tải một hình ảnh từ máy tính lên. Và chúng ta chọn, ví dụ chúng ta chọn hình ảnh này và chúng ta muốn thay. Sau đó chúng ta chọn, thì hệ thống sẽ thay đổi hình ảnh banner này bằng hình ảnh chúng ta vừa chọn. Tương tự đối với các banner khác cũng như vậy. Với banner này cũng vậy. Ví dụ chúng ta muốn thay đổi thành chúc mừng năm mới của năm khác thì chúng ta
chọn một hình ảnh mới. Sau đó chúng ta tải lên, cập nhật cho nó, là hình ảnh banner này sẽ được thay đổi. Đối với các cái thông tin bên dưới ở đây, để thay đổi thì chúng ta chỉ cần double click chuột vào, sau đó chúng ta thực hiện thay đổi các thông tin mới, sau đó chọn OK. Quý khách lưu ý là sau khi chúng ta thực hiện các thao tác thay đổi thì chúng ta cần chọn Apply và chọn Update để hệ thống lưu lại những thao tác mà chúng ta vừa thực hiện. Nếu chúng ta không làm hai bước này thì khi thoát ra thì các cái phần thay đổi nó sẽ quay trở lại như ban đầu. Đối với cái phần những bài viết được hiển thị ở đây thì WebNow sẽ hướng dẫn quý khách chúng ta ghim những bài viết mà chúng ta mong muốn hiển thị lên đây. Chúng ta click vào cái log post này. Quý khách cuộn từ phía trên, quý khách cuộn xuống bên dưới tìm đến một bài viết ở phần custom post này. Ở đây là hiện tại ở trên cái phần này đã được ghim 6 bài viết. Ví dụ quý khách không muốn cái bài viết 9388 concept này được ghim ở đây thì chúng ta chỉ cần click vào dấu X để hệ thống tự lọc bỏ cái bài này. Và để thêm một bài mới thì ở cái phần khung trống này, quý khách click vào ô sổ dọc thì ngay lập tức ở bên dưới nó sẽ hiện rất là nhiều bài viết mà chúng ta đã đăng lên website. Để chọn bài viết nào thì quý khách chỉ cần click vào bài viết đó. Ví dụ quý khách muốn thêm cái bài viết bật mí kinh nghiệm du lịch Đà Lạt tự túc 2022 lên cái log post này thì quý khách chỉ cần click chuột vào. Sau đó hệ thống nó sẽ tự thêm cho chúng ta. Và cái vị trí nó hiển thị ở bên đây nó cũng sẽ đồng bộ với cái phần chỉnh sửa này. Ví dụ cái vị trí bài viết bí mật kinh nghiệm này nó đang đứng ở cái vị trí thứ 6 thì ở bên cái log post bên website nó cũng sẽ hiển thị ở vị trí thứ 6. Do đó quý khách muốn thay đổi vị trí của nó thì chúng ta sẽ xóa những cái bài viết, hoặc là chúng ta nhấn giữ vào cái bài viết này chúng ta kéo thì nó sẽ tự động nó thay đổi vị trí cho chúng ta. Ví dụ cái villa 938811 này quý khách muốn để nó ở vị trí cuối cùng thì chúng ta kéo nó xuống. Chỉ cần kéo giữ thay đổi vị trí của các bài viết thì nó sẽ tự động thay đổi. Ví dụ chúng ta muốn đưa lại nó lên đầu tiên ở vị trí thứ hai chẳng hạn thì nó sẽ thay đổi cho chúng ta. Tương tự như vậy đối với các cái bài viết khác để thêm vào thì chúng ta chỉ cần click vào ô sổ dọc, sau đó các cái bài viết này nó sẽ được hiện lên. Chúng ta chỉ cần chọn bài viết mà chúng ta muốn ghim lên đây. Chúng ta có thể thêm nhiều bài viết khác nữa chẳng hạn. Đây, như vậy là các bài viết nó sẽ được ghim lên. Đối với các thông tin bên dưới này thì để thay đổi quý khách cũng chỉ cần double click chuột vào, sau đó chúng ta cập nhật lại thông tin mới. Chúng ta nhấn OK. Đối với các thông tin này cũng vậy, chỉ cần double click chuột vào và thay đổi lại. Sau đó nhấn OK. Và quý khách đừng quên là khi chúng ta thực hiện các thao tác chỉnh sửa xong, chúng ta chọn Apply và chọn Update. Tương tự đối với các thông tin liên hệ ở bên dưới này, để thay đổi thì chúng ta cũng sẽ double click chuột vào, sau đó cập nhật lại thông tin mới. Như vậy là WebNow đã hướng dẫn cho quý khách một số thao tác để chúng ta có thể chỉnh sửa trên website của mình. Trong quá trình sử dụng website, nếu có một số thắc mắc cần hỗ trợ về mặt kỹ thuật, quý khách có thể liên hệ với WebNow. Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách trong thời gian sớm nhất.